Chuẩn bị. Máy. Dưa lên. Nhạc lên luôn. Hôm nay Hiến đang có mặt tại nhà bé Hụ để quay MV đầu năm mới. Một bài hát do mình sáng tác mang tên là Con Đã Về. Lịch làm việc sẽ rơi đến 3-4 giờ sáng nên đâm ra là hiện tại mọi người rất là dư sức. Đây này là đạo diễn, đây là giám đốc sản xuất. Mọi người đã tập trung công việc rồi thôi, đến giờ mình đi làm. Xịt miếng nước vô trong tơ mắt. Đây đây này. Đấy, bắn rồi đấy, bắn rồi. Ok ok. Đây sẽ cảnh mà Yến nấu ăn ở trên Sài Gòn vụng về, xong sau đó thì nhớ mẹ, nhớ những hương vị mà đồ ăn mà mẹ nấu. Mới tội là mình không làm được y chang. Thật ở ngoài cũng thế mà, mình là một người nấu ăn không có giỏi. Và thường thì mẹ mình cũng hay nấu đồ ăn mang lên cho mình lắm mọi người. Đây là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Minh Hiền Entertainment, người đã tài trợ cho MV này. Nhất quyết là phải đi, mặc dù 5 giờ sáng buồn ngủ đi sang đón con để đi quay. Diễn viên đầu tiên đã tới. Hello hello hello. Zombie. Mà sao tóc này thành màu đen thì được nhé. Đây nhân vật thứ hai, chị Thảo. Hello mọi người. Chưa biết gặp. À chưa biết gặp. Là tao đây. Trời ơi, nó thấy tao mà xong rồi nó một nụ cười mờ nhạt luôn. Xin chào mọi người, đây là nhân vật thứ ba, Khổng Tú Quỳnh. Tôi đi quay MV với nó mệt lắm luôn á mọi người. Vừa mới tới xong mọi người biết không, nó quất cho một tô phở. Một tô phở xong nó đưa thẳng vô phòng máy lạnh nằm nghỉ luôn. Chưa thấy đi quay cái nhà mà mệt. Đây, chuẩn bị sẵn một bề mặt để che bớt cái phần tóc này đi. Còn đi quay không được một đồng nào thưa quý vị. Mua cái máy không biết chắc mất 300-400. Máy bao nhiêu tiền? Máy này á? Ừ. Cũng là máy đấy. Đấy. Cuối tuần nào cũng lên xe về đi, muôn phương những lòng nhớ thương anh. Một bữa cơm chung gia đình vui cười với mẹ. Rồi, ba quả sinh viên xả vai. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay không có tiền trả mọi người đâu. Cảm ơn Su vậy thôi hả? Tôi là diễn viên Quang Trung. Còn tôi là Ngọc Anh. Đó. Đây là con gái của Trung. Dễ thương không? Quá đẹp luôn. Muộn em ơi. Họ nghỉ đi em. À, xong rồi. Em đâu rồi thế? Chưa quay. Nói chung là MV này mình thấy mình quay cứ nhàn nhàn rồi gì ấy. Con quay từ 5 rưỡi sáng, xong đến 12 giờ là nghỉ, chạy qua bên này làm. Rồi từ 12 giờ là con không làm gì. Bây giờ là 7 giờ tối, thế mình lại vừa đi ăn cơm, mình cũng vẫn chưa quay. Và hiện giờ thì mình lại ăn táo, và mình vẫn chưa quay.
Không giống nhau luôn. Chỗ khác rồi. Vẫn chưa được quay. Vẫn chưa quay mà. Vẫn chưa quay. Thế mẹ đang làm gì? Mẹ quay mẹ đó. Con vẫn chưa quay. Con vẫn chưa quay. Cứ ngồi nghỉ đi con. Gần chết, đây là cảnh quan trọng nhất trong MV luôn ý. Thường ấy thì mọi người sẽ kiểu về nhà xong rồi kiểu mình làm bất ngờ cho ba mẹ lúc mình về quê đúng không? Nhưng mà lần này ý, là mình về mình làm bất ngờ cho ba mẹ rồi, ba mẹ còn làm bất ngờ ngược lại cho mình nữa. Đấy. Mọi người hãy xem đi, MV của mình là drama như cú twist. Lúc nãy là dưng dưng luôn. Mẹ về biết gói không? Đây. Cảm ơn.